Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, lại là mình Lan Anh đây. Mọi người có khỏe không? Và hôm nay là thứ sáu tại Canada này. Mình chuẩn bị đến cuối tuần rồi. Và tuần này thì bão tuyết ở Canada nên là chỗ nhà mình rất là nhiều tuyết. Mình nhưng mà mình vẫn là ngồi làm việc ở trong nhà. Lâu rồi thì mình cũng không có lên Go Live nên là hôm nay mình muốn lên trò chuyện với mọi người một chút. Vừa rồi thì là cái kết quả năm học của bé bé nhà mình, nên là mình muốn lên đây chia sẻ với mọi người kết quả học tập của hai bé nhà mình và cái cách mà hai vợ chồng mình nói chuyện với các con khi mà nhận được kết quả của các bé. Thì hồi nếu mọi người đang xem live của mình thì mọi người say hi nhá, để mình biết là mọi người đến từ đâu này và các bạn đến từ đâu. Và đây là cái page của Lan Anh á, đón rất là nhiều các cái audience, rất là nhiều các khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Mình rất là vui được làm quen với mọi người, trước lạ sau quen. Và đây là nếu mà đây là lần đầu tiên mọi người đến page của Lan Anh hoặc là nghe Lan Anh nói chuyện thì say hi để mình biết nha, và nói là mọi người đến từ nước nào này. Thì hôm nay mình xin trò chuyện một chút. Là vừa rồi thì nhận được hai cái kết quả của một bé bé lớn nhà mình và là học lớp 7 và một bé học lớp 5. Kết quả rất là khác nhau luôn, thì mình kể cái lịch sử để mình trò chuyện với mọi người một chút về cái cách mà khi mà một người bố mẹ ấy có thời gian dành cho con thì như thế nào. Thì cái tựa đề của cái câu like này là hiểu và thương. Hiểu và thương là như thế nào? Trước đây mình là giáo viên ở Việt Nam thì mình hai vợ chồng có một trung tâm tiếng Anh và cực kỳ bận rộn luôn. Cứ nghĩ rằng là mình có một cái trung tâm tiếng Anh để mà mình có nhiều thời gian hơn dành cho con, mình chủ động về thời gian. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình có một cái business, mình có một cái đứa con tinh thần, mình lao ra để mình lao ra để mình quản lý nó, rồi mình phát triển nó, rồi mình nghĩ đến công việc đó. Thế xong rồi thì mình không còn thời gian dành cho con cái nữa. Và lúc đó khi mà mình lúc các bé bé còn bé mà khi mình còn ở Việt Nam á, thì bắt đầu mình nhìn cái report card của các con á, nhưng mà thực sự mình không có hiểu cái report card đấy nó như thế nào cả. Không hiểu là các cô giáo đã đánh giá về con đúng chưa, bản thân con thì với cái kết quả học tập như vậy đã tốt chưa. Thì bé bé Việt nhà mình hồi ở Việt Nam á, là con trai mà, thế nên rất là nghịch ngợm, nói chung là không được lòng thầy cô giáo lắm. Còn cái bé thứ hai là bé bé gái á, là Annabelle á, thì rất được lòng các thầy cô giáo và điểm rất là cao. Thế tuy nhiên thì mình sống với con thì mình biết là tính cách của con như thế nào và các cái điểm giảm của các con ra sao, đúng không? Nhưng bản thân là mình không phân tích được là ok, đợt này tính cách của các con như thế này với cái điểm report card như thế này là đúng hay sai. Thì thì mình cứ cho qua đi. Ở Việt Nam là như vậy. Mình cũng có tham gia vào cái group của bố mẹ đấy, nhưng mà mình cũng không thực sự là hiểu nó như thế nào. Nhưng mà đến khi mà mình sang Canada, bắt buộc là mình phải ở nhà với con này, bắt đầu mình phải involve vào các cái activity của con, và có nhiều thời gian dành hơn cho các bạn hơn, và bắt đầu mình nói chuyện với các bạn. Thì khi mà mình mới sang đây á, các bạn ý những năm đầu tiên á, thì Ace Việt nhà mình lại rất là tỏa sáng, và bắt đầu là gì ạ, những cái năm đầu ấy thường được được lòng một số thầy cô và được cái điểm đánh giá cũng ok, nhưng mà chỉ ở mức là gì ạ, good good good, chứ không bao giờ được là excellent excellent. Thì ở Canada này nó sẽ chấm điểm các con theo kiểu đánh giá là satisfactory là thỏa mãn này, good excellent, gì gì đấy, mấy bốn nấc thang. Thế thì còn cái bé thứ hai nhà mình á, thì mặc dù là tiếng Anh yếu hơn anh này mà đến trường học á thì lại được điểm rất là cao và rất là được lòng các thầy cô giáo. Thì những cái năm đầu tiên ấy, khi mà hai vợ chồng mình có nhiều thời gian dành cho con và mình quan sát được các con ấy, thì mình thấy là trời ơi, mấy thầy cô giáo này đánh giá không có đúng. Bởi vì cái bạn Việt nhà mình ấy, ở nhà bạn ấy thể hiện rất là tốt và bạn ấy có rất là có năng lực, nhưng mà
Ở trường các thầy cô giáo chỉ đánh đánh bạn ấy là dịu good hoặc là thỏa mãn là satisfactory thế thôi á, chứ còn không có. Nên khi mà nhận được cái kết quả như vậy á, và cái bạn thứ hai Annabelle á, thì lại được cái kết quả rất là tốt ở trường, rất là tốt ở trường luôn, trong những cái năm đầu tiên mà mình sang Canada. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau bảo trời ơi thầy cô giáo này chấm không hiểu chấm kiểu gì luôn á, bởi vì con mình biết chứ, bạn nào tính cách như nào, có học chăm không, ở nhà như nào. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình sang bên này lockdown á, mình ở nhà toàn thời gian với con, mà mình biết là con mình học những cái gì, nói chuyện ra sao và tâm lý như thế nào. Thế xong rồi là đến cái đợt kỳ năm năm nay này thì bạn Ace Việt thì chuyển sang một thầy giáo là người người là female male teacher, là một người giáo nam, và Annabelle thì lại có một cái conflict với cả thầy với cô giáo ở trên trường ấy. Thế nên là điểm trả về năm nay của Annabelle chỉ là satisfactory thôi, còn Ace Việt thì lại excellent excellent in everything. Thế thì hôm qua họp gia đình ấy thì nhà mình có phân tích cho các con là mọi người các con thấy không? Những năm trước thì Ace Việt là toàn được điểm tốt, toàn được điểm trung bình như này, còn Annabelle thì đạt điểm tốt. Năm nay thì Ace Việt đạt điểm tốt, còn Annabelle đạt điểm trung bình. Vậy thì mỗi một khi mà chúng ta có những cái leader khác nhau trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta lại được nhận định khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là bản thân các con phải cần phải hiểu được là gì ạ? Cái mối quan hệ, những cái người xung quanh. Khi chúng ta đi học là chúng ta học cách giao tiếp, học cái cách làm việc với những leader, học cách làm việc với các bạn bè xung quanh. Kết quả nó chưa nói lên được cái điều gì cả, mà bản thân các con học được gì qua cái bài học này. Nếu như làm cái người bố mẹ mà không ở gần gũi các con, không biết tính cách của các con, cũng không biết các con làm gì á, thì ngay lập tức sẽ đánh giá là tại sao con lại được điểm xấu như thế này, tại sao con lại được điểm như này, tại sao con lại được như điểm như thế kia. Nhưng khi chúng ta có thời gian mà dành bên các con, thấu hiểu các con, hiểu trước rồi mới thương được. Mình phải thấu hiểu người ta, mình phải chấp nhận cái gì ạ? À? Cái lỗi sai đó, mình phải chấp nhận những cái điểm yếu đó cùng với cái điểm mạnh đi cùng với cái con người đấy. Thì khi mà thấu hiểu rồi thì mình mới thương, và khi thương thì mình mới thông cảm cho người ta. Và đấy chính là cái cách mà hai vợ chồng mình nói chuyện với con khi mà nhận các cái kết quả học tập, và các con nhìn rất là kiểu rất là hài lòng, được thông cảm, được hiểu á, chứ không phải là bố mẹ lôi ra để mà bảo là tại sao điểm kết quả lại như thế này đó. Nhưng mà phân tích từ những năm trước, từ những năm sau, bởi vì là khi mà mình ở với con một cái quá trình như vậy á, thì đấy chính là lãnh đạo hiểu và thương. Gia đình cũng như một cái tập thể thôi, mình có hiểu thì mình mới thương được. Thì đấy đấy cái bài học đấy là mình muốn chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay. Rõ ràng là khi mà yêu thương một ai đấy thì mình phải dành thời gian cho họ. Yêu thương gia đình thì mình phải dành thời gian cho gia đình. Chứ mình có thể nói là ôi yêu thương lắm đấy, nhưng mà không có dành thời gian để hiểu, không không dành thời gian để hiểu thì không thể nào mà thương được, không thể nào mà thương thì không thể giúp đỡ được người ta. Đó thì mặc dù là kết quả trả về hai bạn hoàn toàn trái ngược với năm ngoái, nhưng mà hai vợ chồng mình rất là hài lòng, bởi vì mình biết được là ok, đấy chính là những cái nấc thang mà con phải trải qua. Mình đi cùng với con, mình chỉ ra cho con những cái việc là ok, khi mà các con làm cho một tập thể như vậy, với cái teacher này thì con được cái điểm như thế này, với cái teacher này thì con được cái điểm như thế này, và nó cũng không đúng cũng không sai. Mà mình cần nhìn nhận ở đây là à, qua cái bài học đó thì mình cần phải nâng cao được cái khả năng làm việc xung quanh với mọi người, và cần phải biết được là gì ạ? Các cái kỹ năng làm việc với mọi người, cần phải biết được, phải hiểu ý thầy cô như thế nào đó để mà mình có thể là gì ạ? Được những cái kết quả tốt hơn. Đấy là những cái chia sẻ của mình trong ngày hôm nay, qua cái việc là các con nhận được report card ở trường về, và mình hy vọng rằng là cho dù cuộc sống có bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì mỗi bố mẹ chúng ta cũng sẽ có được đặc ân dành nhiều thời gian hơn cho con, thấu hiểu con, để mà khi các bạn ấy có một cái vấn đề gì đấy thì mình có thể là hiểu thương và lãnh đạo và guide bạn ấy đến đúng con đường. Cảm ơn mọi người và see you in the next go live. Bye.